Tiết trời đang trong thời điểm giao mùa, từ hạ sang thu. Y Văn Cổ phân tích, đặc điểm khí hậu chủ yếu trong những ngày này là mặt trời chậm lặn. Con người trong mùa này thường được hưởng các trạng thái thanh nhàn, tinh thần phấn chấn, hành động thoải mái. Tuy nhiên, mùa thu không khí thiếu yếu tố ẩm thấp mà tạo nên thời khí khô ráo, tiêu sát vạn vật nên dễ dẫn đến tiêu khát, uống nhiều, mũi miệng khô, da rẻ khô. Chính vì vậy, mùa thu là thời điểm dễ bị nhiễm bệnh như bệnh hô hấp, bệnh phổi, đại tiện táo bón, viêm dạ dày, ruột cấp tính, bệnh viêm nhiễm như lị, thương hàn, viêm não B, sốt xuất huyết. Vào mùa thu, việc ăn uống, điều dưỡng cơ thể là vô cùng quan trọng và chúng ta cần tăng cường những thực phẩm có lợi cho sức khỏe để phòng bệnh. Theo đông y, một trong những món ăn có công dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe tốt nhất, đó là thịt chim. Tiết trời se lạnh như hiện nay, khá thích hợp cho món ăn giàu đạm này. Dân gian thường nói, một con bồ câu hơn 9 con gà vì tác dụng bổ dưỡng của nó. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn thịt chim bồ câu có thể kích thích ăn uống, tăng khả năng tuần hoàn máu, giúp tinh thần sảng khoái, thể lực sung mãn, da dẻ mịn màng, phòng chống được lão hóa và tóc bạc sớm. Chim bồ câu tôi nghĩ là ăn thì nó ngon và tất cả các đều không bỏ, hầu như là không bỏ đi những ngoài cái lông lá của nó đi, và là đặc biệt của nó rất mềm và ngon. Chế biến chim bồ câu thì có rất nhiều cách chế biến. Chim bồ câu om này, chim bồ câu luộc này đều có này, xào này, rang này. Đó, thì người ta có rất nhiều cái cách chế biến của chim bồ câu. Đặc biệt có cái món mà người dân rất hay áp dụng và bồi bổ sức khỏe cho những người mà mới ốm dậy, đó là thịt chim bồ câu bỏ hết lòng mề gà ruột, đó là đồ nội tâm ra ngoài, xong người ta nhồi vào đấy, đúng không? Những cái thứ mà nó tốt cho cơ thể, đặc biệt là sen, một ít thịt lợn, nạc băm, một ít các cái gia vị, mộc nhĩ, nấm, v.v. Và người ta nhồi vào trong đó. Thì thực ra người ta om cái đó, luộc ít nước hoặc là hấp. Nhưng hấp thì ít hơn. Xong người ta ăn cái bên trong. Chứ người ta không ăn thịt bồ câu. Thì cái bên trong ấy là tất cả những cái của chim bồ câu nó sẽ ngấm sang cái nước giọt và người ta ăn cái đó. Thì đấy là một cách mà bồi bổ sức khỏe. Chất thịt bồ câu có vị tươi ngon, có đặc điểm lượng protein cao, lượng mỡ và cholesterol thấp. Đồng thời trong thịt chim bồ câu còn có vitamin A, B1, B2, E và nhiều nguyên tố vi lượng là thành phần tạo máu. Do vậy, giá trị dinh dưỡng trong thịt chim bồ câu cao hơn thịt gà, thịt cá và thịt bò. Khoa học còn chỉ ra rằng thịt chim bồ câu dễ tiêu hóa, hấp thụ, nên đối với người cao tuổi và trẻ em, chức năng tiêu hóa kém, thì tác dụng bổ dưỡng của thịt chim bồ câu càng rõ rệt. Thịt chim bồ câu có tính bình, do vậy, người thuộc hàn hay nhiệt, thể chất âm hay dương suy đều dùng được. Thì nó cũng là rất giàu các chất đạm, tỷ lệ chất đạm của nó cũng là trên khoảng độ 20%, khoảng 23-22%. Lipid của nó chiếm khoảng độ 10%. Tuy nhiên ta phải nói này, cái con chim bồ câu mà nuôi nhà với con chim bồ câu ngoài là khác nhau đấy. Tại vì khi hoạt động nhiều thì lượng mỡ nó sẽ giảm đi khá nhiều. Năng lượng của chim bồ câu cũng thuộc loại trung bình, nó cũng cung cấp chừng khoảng độ 400 calo cho 100g thịt chim bồ câu. Thì đấy là thành phần dinh dưỡng của chim bồ câu. Có thể là các cái acid amin ở trong protein của chim bồ câu là nó tương đối cân đối hơn, và khi mà các axit amin mà cân đối hơn thì cái tỷ lệ hấp thu vào cơ thể nó sẽ được nhiều hơn và quá trình xây dựng cơ thể nó tốt hơn. Bởi như chúng ta biết, tức là chúng ta ăn thịt, ăn cá đó thì nó sẽ phân hủy ra là các axit amin, và các axit amin nó sẽ hấp thu vào xây dựng cơ thể, xây dựng các protein của cơ thể. Cho nên cái khả năng nhiều là cái axit amin nó cân đối hơn.
Cái thứ hai là trong các cái chất béo của thịt chim bồ câu nó không có nhiều axit béo no. Tức là cái khối cơ, khối nạc, khối mỡ đấy thì khối cơ ở cho chim bồ câu khá nhiều. Ngoài giá trị dinh dưỡng, bồ câu còn là vị thuốc quý được đông y dùng từ lâu đời để hỗ trợ chữa nhiều bệnh. Thịt chim bồ câu có tên thuốc là cáp điều nhục, là một vị thuốc bổ dưỡng quý, có vị mặn, tính bình, hơi ấm, không độc, có tác dụng bổ ngũ tạng, tăng cường khí huyết, mạnh dương, trừ cam tích, kích thích tiêu hóa. Thịt bồ câu thích hợp với thể trạng người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em, dùng dưới dạng nấu cháo chim, ăn nóng, rất ngon và bổ. Đối với những trường hợp bị thiếu máu, hoa mắt hay choáng váng, có thể dùng món ăn bồ câu nấu cùng tổ yến để cải thiện sức khỏe. Đối với những người yếu mệt cần bồi dưỡng, như sinh viên, học sinh cần tăng cường thể lực, phụ nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ. Những cặp vợ chồng hiếm muộn đang mong có con, ăn cháo bồ câu ra ràng, nghĩa là bồ câu mới ra khỏi tổ còn rất non, hầm với đậu xanh, hạt sen rất tốt. Thịt bồ câu ra ràng làm sạch, cho vào nấu cùng đậu xanh, kỳ tử và gạo. Khi cháo gần nhừ, cho thêm hạt sen vào và nấu cho chín tới. Vớt thịt ra, xé nhỏ, cho lại vào cháo, ăn lúc còn nóng. Hoặc có thể ăn cả con chim cùng với nước ninh cũng rất bổ. Ngoài ra, tiết chim bồ câu có tên thuốc là cáp điều huyết, có vị ngọt, mặn, mùi tanh, tính ấm, có tác dụng giải độc, điều kinh. Vì vậy, khi nấu, không nên bỏ tiết chim. Thịt bồ câu ăn 7 ngày cũng chán. Ý nói gì, thịt bồ câu là rất tốt, rất ngon, rất bổ, đúng không? Nhưng cũng không thể ăn liên tục 7 ngày được. Ăn 7 ngày cũng chán cả mà. Đúng không? Để hấp thu, để tiêu hóa được, đúng không? Để chuyển hóa được, thì đòi hỏi phải bữa ăn đa dạng. Mà thịt bồ câu chỉ là một trong các cái thức ăn mà người ta gọi là bổ dưỡng. Chim sẻ là loại thực phẩm hảo hạng để cường dương, bổ hư, ăn vào sẽ tăng khí cho ngũ tạng, trợ giúp dương đạo và ích tinh tủy. Chim sẻ vị ngọt, tính ấm, có thể giúp cường dương, ấm lưng gối, giảm tiểu tiện. Tất cả những người mắc chứng bệnh dương hư khí tổn đều có thể ăn chim sẻ để ấm bổ. Theo các tài liệu cổ thì thịt chim sẻ nướng vàng là món ngự dụng, tức món ăn của vua chúa. Ngày nay, chim sẻ là món khoái khẩu trong các bữa nhậu của cánh mày râu. Thịt chim sẻ dai, chắc, có mùi thơm rất đặc trưng. Xương chim sẻ giòn tan và cũng rất thơm ngon. Không chỉ đem lại cảm giác ngon miệng, thịt chim sẻ còn là loại thực phẩm rất bổ dưỡng. Đặc biệt, thịt chim sẻ từ lâu đã được coi là phương thuốc bổ hữu hiệu dành cho nam giới, vì nó chữa được nhiều bệnh của phái mạnh. Nói về thành phần dinh dưỡng, thì chim sẻ tuy rằng là một cái loài sống hoang dã, nhưng mà cũng có một số tài liệu người ta đã nghiên cứu và người ta đã định lượng các cái thành phần dinh dưỡng ở trong cái thịt chim. Và có một cái tài liệu của Việt Nam trước đây, tức là Phòng Vệ sinh Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, người ta đã tính được ở trong 100g thịt chim sẻ thì có 18,9, tức là xấp xỉ 19g chất đạm. Thịt gà, thịt bò cũng chỉ xoay quanh cái ngưỡng ấy thôi, cho nên nó là một cái tỷ lệ đạm cao. Thứ hai nữa là chất béo của nó là 7%, có nghĩa là ít hơn một số các cái loại động vật khác. Nhưng mà thường mỡ chim, chất béo ở trong chim thì nó lại không có nhiều axit béo no, không có nhiều cholesterol như là các cái gia cầm ta nuôi. Cho nên là thịt chim sẻ về góc độ dinh dưỡng là tốt. Còn về góc độ mà chữa bệnh hay là góc độ vi chất thì vì nó là một cái loại chim sống hoang dã,
sống ở trong tự nhiên là chính. Ngày mùa thì nó ăn các cái hạt ngũ cốc và ăn một số côn trùng, cho nên là về góc độ vi chất thì nó cũng rất là nhiều, rất là đầy đủ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng protein trong chim sẻ cao hơn các loại thịt động vật khác như thịt gà, thịt vịt, thịt dê, thịt bò và cá với tỷ lệ trên 52%. Ngoài ra, trong chim sẻ còn có nhiều sinh tố như vitamin A, B1, B2, E và các khoáng chất. Thịt chim sẻ cũng ít cholesterol trong máu. Nhờ đó, thịt chim sẻ là vị thuốc giúp kiện lực, hồi xuân cho người cao tuổi bị suy thận. Chim sẻ có thể được chế biến bằng nhiều hình thức như quay, rán, nướng, nấu cháo, ngâm rượu. Trong y học cổ truyền, thịt chim sẻ, tên thuốc là tước nhục, có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bồi tinh túy, mạnh dương, bổ thận, ích khí. Theo Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, ăn thịt chim sẻ giúp bồi bổ cơ thể và chữa được nhiều bệnh. Chim sẻ đặc biệt tốt đối với người cao tuổi, thận khí suy nhược, lưng đau, gối mỏi, tiểu tiện nhiều lần về đêm, phụ nữ sau sinh mỏi mệt, đau lưng, khí hư, nam giới liệt dương, suy giảm chức năng sinh lý. Cái chim sẻ này thì theo đông y thì người ta cũng có thể coi đó là một cái vị thuốc bổ, mà người ta hay nhấn mạnh một cái dùng tác dụng tốt của nó đối với lại nam giới. Thì người trong nhân dân người ta lưu truyền rằng chim sẻ, ăn thịt chim sẻ thì có tính bổ dương và tốt cho nam giới. Ý tức là khi mà ăn thịt chim sẻ thì cái chức năng sinh lý, sinh dục của nam giới nó được tăng cường lên. Những cái người nào mà cần bồi dưỡng nói chung, hay là những người nam giới cần tăng cường bồi bổ sức lực, sinh lực thì nên ăn. Thế thì chim sẻ người ta có thể làm món nấu cháo. Nấu cháo, gạo nếp, nấu cháo với đỗ xanh. Thế hoặc là nó hầm với lại các cái một vài vị thuốc bắc, ví dụ như là thục, ví dụ như là sâm, ví dụ như là kỳ tử, ví dụ như thế. Đấy là người ta có thể hầm lẫn với một vài vị thuốc bắc để làm cái món ăn bổ dưỡng và tăng cường cái sinh lực. Chim cút còn được gọi là nhân sâm động vật vì nó được coi như một loại thuốc tốt giúp bồi bổ nội tạng, bổ trung ích khí, cứng gân cốt, chịu đựng được nóng rét, tiêu nhọt do nóng, có tác dụng bổ hư trừ bệnh tốt. Chim cút rất giàu protein, vitamin, thịt có vị thơm ngon, lại dễ tiêu hóa hấp thụ, rất thích hợp với phụ nữ có thai, phụ nữ sau khi sinh, người cao tuổi sức khỏe yếu. Nó cũng là món ăn có tác dụng chữa bệnh tốt đối với những người béo phì và cao huyết áp. Theo tính toán khoa học, thịt chim cút bổ hơn thịt gà và một số loại động vật khác, đồng thời lại có khả năng bồi bổ ngũ tạng, giúp con người chịu được hàn, nóng như củ nhân sâm. Có thể thấy, thời tiết chuyển mùa từ nóng sang lạnh như hiện nay, thì những món ăn nóng hổi, thơm ngon từ các loài chim sẽ giúp chúng ta cảm thấy ngon miệng, lấy lại khẩu vị sau cả một mùa hè nóng nực, biếng ăn. Thêm vào đó, những món ăn ngon này sẽ là những món dược thiện bồi bổ sức khỏe cho chúng ta.